Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em. Thì trong cái video này ngày hôm nay thì Kẹo sẽ cùng anh em đó là mở full cái điểm thẻ vô cực luôn nha mọi người. Và hiện tại thì mình đã đặt trước rồi nên là mình có tới 50 cái huy hiệu phi tiêu nha. Được rồi, món đồ đầu tiên mà chúng ta có được đó là một cái áo khoác da dành cho nữ trông khá là ngầu. Ở đây thì có một cái vé quay súng này anh em này, một cái nền này, rồi là thêm huy hiệu nha mọi người. Chúng ta có được một cây súng VDS Ninja. Uầy, khá là ngầu. Và ở đây thì chúng ta có thêm đó là dù Ninja nha. Ok, một số những cái đồ linh ta linh tinh thì Kẹo cũng sẽ lượm luôn. Và chúng ta có nền danh dự này. Rồi là thêm vé vòng quay vàng này, thêm 500 vàng này, rất nhiều phần quà luôn. Ảnh đầu lâu ninja, ok, một cái áo da dành cho nam nữa, áo kẻ sống sót nam, công nhận là ngầu lòi luôn anh em. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng huy hiệu thợ săn 24 giờ, có vé quay kim cương này và gói mật vụ ninja luôn anh em. Uầy, vãi, trông xịn sò dã man luôn anh em ơi. Thế này mà anh em không đặt trước thẻ vô cực thì công nhận là hơi bị phí luôn. Đây mọi người ơi, nhấn vào nhận luôn nào. Rồi nha, chúc mừng này. Và chúng ta có gì đây? Gói mật vụ ninja. Uầy, trông kiểu cute dã man luôn anh em ơi. Trông kiểu nó xịn sò cực kỳ luôn nhở. Uầy, ngon luôn anh em. Và đây anh em, do là mình tiếc tiền nên là vừa vào cày quốc một vài trận game, thế là chúng ta lại mở thêm được một số huy hiệu nữa miễn phí. Vậy anh em chả mất tí kim cương nào cả. Được rồi nha mọi người, và đây mình đã có 67 cái huy hiệu phi tiêu. Uầy, những phần thưởng tiếp theo có XM8 Ninja. Rồi là cái bộ trang phục cuối cùng của chúng ta, nó có tên là gói sát thủ ninja. Đó, Hasato chém long luôn anh em, thấy ngầu chưa? Dã man nhở. Và đây để mua full cái huy hiệu thì mình sẽ coi xem là chúng ta sẽ phải mất bao nhiêu kim cương nữa nha. Ok này, rất là nhiều những cái món quà. Mua full thì anh em sẽ mất, để mình coi nào. Tăng từng lần một đi. Và mất 158 cái huy hiệu nữa, tương đương với 2528 kim cương. Đây này anh em, nhấn vào xem chi tiết này. Thề luôn, cái bộ sát thủ ninja luôn, bộ trang phục đáng giá nhất thẻ vô cực. Rồi, ngon lành, mình đã mua cái huy hiệu thành công. Và chúng ta chỉ còn lại 441 kim cương. Thật sự là hơi sót tiền, nhưng mà nói chung là sở hữu luôn cái bộ trang phục cuối cùng này. Rồi nha, XM8 ninja của chúng ta đây. Uầy, nhận luôn, ngon lành nhở. Một số những cái đồ vặt linh ta linh tinh thì mở nhanh nhanh thôi anh em. Và khuyến mãi thêm một đá chế tác này. Không như là thẻ vô cực mùa nào nó cũng khuyến mãi cái đá chế tác cho anh em thì phải. Và đây anh em, chúng ta có 3 cái lần sử dụng máy quét cơ. Rồi nha, nhận luôn anh em nhở. Rồi này, rồi lại thêm 24 giờ sử dụng máy quét này. Đó, vàng và có một cái áo nhẫn giả. Phải nói là một cái áo rất đẹp phải không nào. Rồi nha, chúng ta có nền tĩnh lặng này. Và đây, đấy toàn đồ vặt thôi anh em. Chúng ta có một cái ván dao găm đen này. Đó, uầy, xịn sò chơi anh em. Úi sời, chúc mừng luôn. Ây, bạn nhận được một vật phẩm hiếm. Chúng ta có thẻ của Raphael. Và đây là vé quay vàng này. Tiếp theo sẽ là ảnh phi tiêu. Ok, một vài cái đồ linh ta linh tinh nữa thì Kẹo sẽ xem là nhận hết luôn nhỉ. Chúng ta có hòm xác ninja. Wow, đã dã man anh em. Nhận được vật phẩm hiếm, hòm xác ninja, trông kiểu đẹp vãi lúa luôn. Nền kỹ năng ninja. Còn lại là lại toàn món linh ta linh tinh. Và chúng ta sẽ có gì? Một cái ván dao găm trắng luôn. Vậy là đủ bộ với cái ván dao găm đen kìa anh em. Rồi nha, chúc mừng này. Phê phim chưa nhở? Ấy, ngon lành anh em ơi. Chúng ta có thêm một cái mảnh lập phương này. Ok, nhận luôn. Thêm một cái thẻ dùng lửa trại này. Và đây anh em ơi, đó vô cùng nhiều đồ cho anh em tha hồ mà lượm nha mọi người. Mình quan tâm ở đây một cái ba lô ninja. Uầy, 3 liver. Liver 1 này, liver 2 này, và liver 3 thì cực kỳ ngầu luôn anh em ơi. Mở luôn anh em ơi. Và ba lô ninja có một cái dây xích vô hình, trông kiểu xịn phải không anh em. Cực kỳ xịn luôn nhở. Và đây vẫn còn rất nhiều đồ để cho mình lựa nữa anh em ơi. Thẻ liver 4 này. Đó, toàn thức ăn cho thú với lại vé quay vàng là chủ yếu, thêm một số mảnh nhân vật nữa. Và cuối cùng đây, chúng ta có một cái ba lô nhẫn giả. Đó, cũng có 3 cấp luôn. Nó không được đẹp như cái ba lô kia, nhưng mà nói chung là cũng ổn anh em ơi. Ba lô khá là độc. Rồi nha,
Và chúng ta có gói trang phục gói sát thủ ninja đây, nhìn như kiểu một cái nhân vật trong mấy game đối kháng vậy anh em ơi. Ok, chúc mừng nè. Phê như con TT này, gói sát thủ ninja. Ui dồi ôi, nhận được bộ trang phục này sướng dã man con Nga luôn anh em nhở. Vậy là ngày hôm nay kẹo mở full thẻ một cực rồi nha anh em. Hello anh em, và chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái trận game Free Fire nha mọi người. Hiện tại thì mình đang mặc cái bộ trang phục cuối cùng của thẻ vô cực ninja mùa này luôn. Trông rất là ngầu luôn anh em, lên trên cá nhở, vãi cả lúa. Chả hiểu sao gặp ngay thanh niên thủ nhà như này. Nói thẳng với anh em luôn là kẹo rất là ghét những cái đứa thủ nhà như vậy. Chả hiểu sao, rõ ràng là có phải là game phòng thủ đâu. Đây là game sinh tồn cơ mà bạn ơi, chả hiểu sao nữa nhở. Rồi ok, dẫu sao thì kẹo cũng đã có được một mạng đầu tiên vô cùng đơn giản. Rồi nào, chúng ta sẽ qua đây và xem là còn thanh niên nào nữa không nhở. Đồ đạc đầu trận của kẹo thì nói chung là cũng tương đối rồi. Khi mà hiện tại thì mình có được luôn cây Scar. Chúng ta có Scar quái thú này. Và kẹo còn có một cây skin MP40 xịn sò nhất game Free Fire tính đến thời điểm hiện tại luôn. Hiện tại đang được xuất hiện trong vòng quay vũ khí nha mọi người. Anh em thấy đủ xịn sò chứ nhở. Rồi này, uầy, đồ đạc các kiểu các thứ cũng ngon rồi. Nhưng mà hôm nay là cơ bản là kẹo hơi ngáo. Đấy, cái lúc chơi game là mình lại chọn cái con nhân vật Kla. Đâm ra là nó chẳng có tác dụng gì nhiều trong đấu danh cả anh em. Cơ bản là bình thường thì mình sẽ chơi nhân vật đó là nhân vật Alok cơ. Nhưng mà hôm nay thì phổ biến luôn cho anh em nghe. Đó là hiện tại thì tất cả những cái chế độ chơi vui trong game Free Fire đang mở cửa rồi. Lúc nãy mình đang chơi trong chế độ bắn Adub anh em ơi. Thế nên là lựa chọn Kla để vào đấm luôn mấy thằng cầm Adub cho nó máu anh em. À, phía này có người, phía này có người. Làm sao hả em ơi, chú trốn ở đâu, anh lại sợ chú quá cơ nhở. Thằng bé chắc là ở ngay phía dưới thôi anh em. Rồi nha, chạy qua và nó đây rồi. Đây rồi, mày láo nháo với anh à, thôi xong. Một viên nữa này. Rất là dễ luôn anh em, thề luôn này. Mấy thằng rơm rơm này, cho nó nghĩ là làm sao mà chạy thoát được khỏi tay súng của kẹo. Vãi lúa, vãi lúa luôn anh em ơi. Lú như con cú luôn, thề luôn thằng bé kiểu bắn mình mấy phát mình sợ vãi trưởng. Uầy, nó chạy ngang như này kéo tâm để vuốt headshot nó hơi bị khó anh em ơi. Chủ yếu là chính diện hoặc sau lưng thì nó vô cùng easy thôi. Hoặc là mấy thằng đứng yên chẳng hạn. Chứ còn là chạy kiểu ngang ngang là anh em vuốt tâm là không có được đâu nha. Làm sao chỗ nào, đẩy qua luôn anh em. Anh mà phải ngại chú à. Chú đang ở đâu, nói thẳng luôn này. Đang ở chỗ nào, lao nháo pháo bánh xe với kẹo à. Vãi trưởng. Cái thằng bé này nó chạy đi đâu rồi anh em ơi. Giờ này là giờ mà kẹo tìm nó chẳng ra luôn này. Sao vậy ta anh em. Mình thì mình không có liệu thôi. Nếu mà có liệu là mình cho quả liệu lên tầng rồi. Uầy, đây á, đây á, đây á. Vỡ đầu chưa. Chắc nó tưởng là kẹo đang lút đồ nên là kẹo không để ý nó đây mà. Để ý nó luôn chứ anh em ơi, vả nó luôn chứ nhở. Láo với kẹo là không có xong đâu à nha anh em. Mọi người, tình hình là mình nghe thấy tiếng đâu đó hình như là ở trên này vẫn đang còn người. Mình nghĩ là trên tầng 2 thì phải. Trên tầng 2 căn nhà này vẫn đang còn người. Mình có biết là có nên lên công hay không anh em ơi. Cơ bản là đang tìm kiếm quả liệu để ném lên trước nhưng mà chẳng có thấy quả liệu nào cả. Từ từ anh em ơi. Cái gì cũng phải từ từ anh em ơi để kẹo xem nào. Uầy, thằng bé lại rút ghế thể. Hôm nay gặp đâu mấy thằng kiểu chơi game kiểu hãm tài thế nhở. Vai cả trưởng. Chơi game không chơi đứng núp ghế này. Mày núp ghế phải không nào. Vãi lúa, làm sao vỡ đầu chưa. Uầy, mày coi thường trình độ vứt tâm của sĩ kẹo hả. Thế thì lên bảng đếm số, nói thế cho nó nhanh luôn anh em ơi, nói thế cho nó vuông luôn. Dăm ba thằng rơm rơm này tuổi gì với kẹo phải không nào. Ten ten. Ra phía ngoài này thì mình chưa có thấy ai nữa cả. Ê, quan trọng là quấn cho nó phun cây đấy anh em ơi. Quấn phun máu anh em kêu ai mà chả được. Đó, tự tin hơn rất là nhiều luôn. Ba lô kẹo đang sở hữu là ba lô 3 này anh em thấy chưa. Trông kiểu nó ngầu nó đẹp không anh em ơi. Full cái set ninja trong thẻ vô cực luôn anh em thấy đã không. Quá là đã luôn này. Uầy, bom kẹo vẫn đang còn. Và lúc này thì để kẹo xem là kẹo có mấy quả bóng kẹo đây. 5 quả bóng kẹo. Uầy, vô cùng là ổn phải không nào. Let's go mọi người. Sau một cái quá trình chạy vô cùng vật vã thì mình phát hiện ra là ở ngay phía trên này có người này. Làm sao em ơi, muốn gì hả. Muốn gì hả. Uầy, vãi lúa. Uầy, bắn kinh vậy, bắn kinh vậy. Anh lại sợ chú quá cơ. Làm sao hả.
Ấy, thanh niên này tuổi gì, chú tuổi gì vậy? Ui dồi ôi, mấy thằng rơm rơm này nhờ, làm sao mà chơi với ninja sĩ kẹo được. Ok luôn, vậy là mình có được 5 kill rồi. Thế là chúng ta có luôn được ngắm một đích ở ngay đây luôn nè, phê không anh em? Chật vật mãi thì mình cũng đã qua được cái phía này rồi. Ui, đứa nào vừa giết người vậy? Phải cả trưởng này, xong luôn anh em này. Hai ông già Noel tự giết nhau cơ. Thế là sao, mình đúng kiểu ngư ông đắc lợi luôn phải không nào? Chẳng cần phải làm gì cả, tự nhiên làm quả có 6 kill này. Ngon chưa? Ui 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 à, chắc là kẹo sẽ xem như nào lượm thêm bông keo cái nhỉ. Đơn giản là các bạn càng có nhiều bông keo, các bạn càng có cái lợi thế tốt hơn. Ok luôn, phê chưa anh em? Rồi nha. Tên tên bò sắp thu rồi, anh em ơi xem như nào chạy lẹ cái nhở. Nhanh không bò thu này anh em này. Mình nghe tiếng người ở đâu đó. Ơ, không phải lúa đâu nhỉ? À đây à, đây à, đây à, đây à, đây à. Láo nháo à, thích láo không em? Thích láo không em này. Xong chưa em? Rồi nha, và bây giờ chúng ta sẽ phải nhanh chóng chạy vào trong cái vòng an toàn này. Uầy uầy, uầy, vùng đen gờ thì ngay ở ngoài luôn. Mình dự có lẽ như là hơi bị phí bông keo, nhưng mà mình phát hiện là ở ngay phía trước mặt có người đấy. Thế nên là anh em ấy vẫn nên dự phòng. Không nhiều thằng bây giờ nó vứt tâm kinh cực luôn anh em ấy. Anh em vỡ đầu thì đừng có buồn luôn phải không nào? Rồi nha, mấy thanh niên vẫn đang bắn nhau một cách rất là căng thẳng ở đây anh em. Đâu rồi ta? Bên này không có nhưng mà đây. À đủ. Qua đây em ơi, qua đây em ơi. Anh xem chú chạy đi đâu nổi này. Láo nháo à? Thích láo không em? Thích láo không em à? Thì mất dạy không em? Qua đây anh em. Đậu xanh này. Cái gì? Cái gì làm sao? À đù này. Lại còn chơi công chúa Caroline cả. Nhân vật Caroline cute à? Ok, cho nó cute lại luôn anh em. Cute này. Chạy đi em. Thích cute không hả? Xong luôn, nhẹ nhàng 8 kill nhở anh em nhở. Ngon lành cành đào. Tình hình là lúc nãy là 20 kill thằng kia quá anh em. Bây giờ là chạy bo kiểu này sấp mặt này. Mong rằng là phía trước không có ai, không là kẹo lại lên trốn bồng lai phải không nào anh em nhở. Đây còn máu phát thể luôn. Chạy kiểu này mà anh em ơi, anh em bơi sông chạy bo tôi sợ dã ma luôn. Uầy uầy. Đấy, vừa nói xong biết ngay mà, ngay phía trước có người. May là kẹo dựng bông keo nó sớm sớm tí, không là vỡ mồm. Uầy, câu liệu qua. Anh ơi em sợ, anh ơi em sợ. Anh câu liệu qua thế này em sợ quá luôn đấy. Lên vả nó đây. Từ 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 anh em ơi. Lúc này hiện tại thì kẹo không có bông keo, thế nên là bảo là sơi nó là hơi bị khoai nhá. Đậu xanh. Cái quần què dưới đây anh em. Đây à, làm sao hả, làm sao hả? Xuống đây em ơi, xuống nhanh. À nó chạy à, lên thẳng luôn anh em ơi. Vả vỡ miệng mồm nó đi, thằng mất dậy này, mất dậy này, xong chưa? Uầy, mày ngồi tròi mày tính mày sơi anh đi à? Tuổi gì em? Chẳng hiểu sao thằng bé ngồi tròi tính sơi mình cơ anh em ơi. Láo thế nhở? Uầy, uầy, cái gì vậy? Hình như là có đứa ngay phía trước mặt luôn anh em ơi. Phía trên tròi thì phải. Thôi xong, thôi xong, thôi xong. Kiểu này vỡ mồm rồi anh em ơi, còn đúng một quả bông keo này. Mình xài bông keo phung phí quá, bây giờ không có bông keo để xài. Chạy qua đây cái xem như nào anh em nhở. Uầy uầy, anh ơi, thay một cái, thay một cái. Dựng nốt quả bông keo cuối cùng. Đấy, để bảo toàn mạng sống anh em. Quấn phun cây máu này. Uầy, dã man. Đừng anh ơi, em sợ, thôi chạy. Chạy lẹ luôn chứ nhở anh em nhở. Vãi trưởng thật. Vậy là mình phát hiện ra là một đứa ở ngay phía trước mặt. Vậy là còn đứa nào không nhỉ? Uầy, muốn ra máu này. Căng vẻ ai chơi. Và ai mấy anh ơi, mấy anh thao cho em cái như này em sao chơi nổi. Dã man anh em nhở. Mấy thanh niên kiểu bắn căng vãi trưởng luôn nhở. À để mình lên cái gốc cây trước mặt coi. Ok. Đứng tặng anh nha mọi người. Canh cái thằng chân tròi cơ nào. Uầy, làm sao. Anh lại sợ quá nhở. Dăm ba thằng trẻ trâu này. Uầy, vãi trưởng. Thằng kia nó xuống dưới rồi anh em ơi, nhưng mà lại thêm một thằng nữa. Vãi lúa. Thôi xong, kiểu này bánh mì kẹp thịt rồi anh em ơi. Pha này tôi lành ít giữ nhiều rồi anh em ơi, quần máu. Vãi. Thôi chịu. Bye bye anh em nhá. Đã mất tiêu rồi.